Hành trình cha con hợp sức lại bắt đầu tại một xứ sở của ngàn hoa dịu dàng, thành phố mộng mơ, thành phố Đà Lạt. Tại vùng đất có độ cao hơn 1.500m này sẽ là nơi diễn ra cuộc hội ngộ, tranh tài của hai cặp cha con nào? Ca sĩ Lâm Hùng cùng con gái xinh xắn dễ thương Lâm Ngọc Khánh, 8 tuổi, tên thường gọi là bé Chani, lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Cùng tham gia hành trình trải nghiệm 2 ngày 1 đêm sẽ là ca sĩ Trương Đan Huy và con trai Trương Đoàn Gia Kiệt, 7 tuổi, tên thường gọi là Cóc, đến từ thành phố Cần Thơ. Tuy rất lanh lợi và lém lỉnh, nhưng Cóc nói chuyện còn cả lăm lắm đó nha. Chào bạn. Hai cặp cha con đến với chương trình Cha Con Hợp Sức và chúng ta đang có mặt tại thành phố Đà Lạt. Hôm nay đến đây thì các con cảm thấy như nào? Đà Lạt. Jenny sống ở đây đúng không nhỉ? Dạ. Con sống ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Bây giờ con đang muốn chơi ngay chưa? Đã muốn. Bây giờ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ vận động để cho bạn khóc xuống cả 2-3 và Jenny sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn, nóng người hơn. Nhiệm vụ đầu tiên dành cho cả cha và con tại thành phố Hoa Đà Lạt chính là nhiệm vụ nối truyền. Trong tổng thời gian 30 phút, dựa vào gợi ý chương trình, hai cha con hãy cùng nhau đi tìm phong bì nhiệm vụ nối truyền và thực hiện yêu cầu trong đó. Lưu ý, phong bì nhiệm vụ này cũng là gợi ý địa điểm tìm phong bì nhiệm vụ tiếp theo. Trong thời gian quy định, mỗi phong bì nhiệm vụ tìm thấy được một huy hiệu, đội hoàn thành tất cả nhiệm vụ xong trước được cộng một huy hiệu. Cha và con hãy đi tìm bông hoa atiso lớn nhất lấy phong bì nhiệm vụ 1. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng của Đà Lạt. Đây. Đi đâu vậy ba? Hả? Mình đi đâu? Đi tìm phong bì. Cha thì không có am hiểu về hoa nhiều. Đây là bông atiso. Atiso. Đó hoa gì ta? Để cha tìm người ta cha hỏi cái. À. Cha đi vào trọng trước đó cha. Cái là biểu tượng của atiso, bông atiso đúng không? Cho anh hỏi cái hoa atiso là cái hoa gì vậy? Hoa nó như thế nào em anh? Đó phải người cộng sự đó. Ồ, bây giờ em phải sệt hả? Cái này đó. Cái hoa này? Dạ, và cái này là bông atiso, căng cũng được, phơi khô. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Rồi. Ê ông ạ, ba, con thấy mấy cái phong bì. Đâu? Này ở đây đi ba. Đâu lấy nhanh lên. Đi tìm một hoa để atiso nha. Bên ngoài. Cha yeah. Cha đằng đẵng nguy hiểm kìa cha. Đằng đẵng nguy hiểm á. Lên cha. À. Hai cha con hãy dùng xe đạp của chương trình để đi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì nổi tiếng có tên của một loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ở đây có tiệm bánh mì gì? Cha nhanh lên cha. Ngủ cái là chết chắc luôn. Chạy. Rồi lên con. Tiệm bánh mì Hoa Liên tại thành phố Đà Lạt gần quảng trường Lâm Viên nhất có khoảng cách là 1,2 km, đường tuy ngắn nhưng phố núi Đà Lạt có khá nhiều đồi dốc, hai cha hãy cố lên nhé. Con ôm cha nha, để chừng té nha. Chính chắc nha. Dạ. Bạn đi của con quê ở Đà Lạt biết không? Là người ta rành nhiều hơn mình, bởi vậy mình phải đạp theo. Con có thường ăn bánh mì ở đây không? Dạ không. Thường con mua bánh mì ở đâu? Dạ gần ở ngay đây, gần ở ngay Ngô Quyền. Con cầm cái bao thư đọc lại cho ba nghe đi. Dạ, nhưng mà nó đang chạy xe, nó không đọc được bao. Con buông cái chân ra nha. Để cho dí theo đối thủ của mình. Trời ơi, chạy trước qua cầu luôn kìa. Con mua bánh mì ở đường Ngô Quyền đúng không? Dạ. Con chạy không được hả? Con ngồi đó, bà dẫn con nha. Con ngồi đó đi. Đối thủ mình xuống đẩy rồi con ơi. Cha hết nổi luôn rồi. Con xuống. Rồi con xuống đẩy phụ cha nha. Lâu lắm rồi mới đạp xe lại mà chở thêm con nữa thì con cũng nặng. Đạp lên dốc hơi bị đuối. Cha con cha chạy cha. Chạy bộ luôn hả? Dạ. Ok. Dạ. Nhanh lên cha. Biết cái tiệm bánh mì đó ở đâu không? Ủa mẹ, ở Đà Lạt tiệm bánh mì hoa sen là ở đâu mẹ? Liên hoa là ở đâu mẹ? Ăn đi, con biết rồi. Mùng 3 tháng 2 con biết nó đang ở đâu rồi. Ở tulip. Con
ba có thử đi từ đường này rồi đấy. Chạy lên, nhanh lên. Từ từ đợi. Không, sao mà đợi được. Leo lên. Lời hoa mà chẳng có tên một vùng thì mình nghĩ đến là hoa sen. Mà ở Đà Lạt thì chỉ có tiệm bánh liên hoa thôi. Ba phải nhờ sự trợ giúp của con gái đang sinh sống ở Đà Lạt. Bên kia phải không? Dạ, ba thử chạy qua bên kia xem được đi. Cha Huy cũng như là Cốc thì ít có am hiểu về thành phố Đà Lạt nhiều. Cho nên là thấy cha con Lâm Hồng chạy đâu mình chạy theo đó, chứ giờ không biết đường để đi đến cái tiệm bánh. Rất ngay mà. Ôi giời ơi. Chị nói gàng lại quẹo tay phẻ, mình không có phẻ. Wow. Rồi xuống đẩy nữa con ơi, chịu hết nổi rồi. Nhanh lên. Trễ với bạn rồi kìa. Con chạy tự thôi té. Bên kia. Bên kia kìa ba, không phải bên kia. Sắp tới rồi. Con chạy vô nó bán ổ bánh mì nha. Rồi chạy vô nó bán ổ bánh mì, nhanh lên. Chạy vô nó bán ổ bánh mì, nhanh lên. Bán em 2 ổ bánh mì. Em lấy cho anh 2 ổ bánh mì giống như vậy thôi. Rồi trả tiền luôn đó. Rồi trả luôn hả? Ừ. Cảm ơn bạn nha. Bạn tốt với mình quá. Bánh mì đã có rồi nha nè. Cha và con hãy đến chợ Đà Lạt mua một loại quả có màu không đúng với tên gọi của nó. Đây là loại trái cây đặc trưng của Đà Lạt. Trái cây mà màu không giống tên của nó là trái dâu. Ok. Đồng hành hai cha con học sức, chuẩn bị bắt đầu. Đi tiếp. Đi ba. Chạy, nhanh lên. Đường này đúng rồi. Ok. Đường này. Nhất mong lên. Cái đồ mình đi bên đây là em thắng đúng không cha? Rồi bắt đầu lên rồi nha. Chắc hù chắc rồi. Chắc mình thắng chắc đúng chưa? Rồi. Trời ơi, hai cha con người kia mà đi bằng cái đường này vậy. Ba đi từ từ. Xuống đây con bước xuống đây nè cha coi. Với trả tiền con nè, con bước xuống đây nè đó. Hãy đến chợ Đà Lạt mua một loại quả có màu không đúng với tên của nó. Cái màu không đúng với tên của nó. Cái màu thì màu đỏ là trái và trái dâu, là một loại trái cây đặc trưng của Đà Lạt. Không lẽ là bơ nữa. Rồi lấy con cái hồng. Có hồng rồi nha. Đây là hồng giòn, đặc trưng của Đà Lạt mà không cùng màu với nó nha. Một loại quả có màu không đúng với tên của nó. Cha và con hãy cùng chụp một tấm hình kỷ niệm tại nơi duy nhất thành phố Đà Lạt chỉ chiếu phim Việt Nam. Nhiệm vụ này vẫn còn thiếu phần nội dung là tìm phong bì nhiệm vụ tiếp theo tại nơi mà ký hiệu của nó là 2O. Cha Lâm Hùng và bé Chani ơi, cố gắng đừng bỏ sót nha. Đây, cái màu là màu vàng, mà trái này là trái hồng đúng không? Rồi chắc chắn. Lấy bà trái đi chị. Rồi, ok, hai trái thôi. Ba đừng rớt nha ba. Dễ gì. Rồi, cảm ơn chị. Hai cha con hãy chụp một tấm hình kỷ niệm duy nhất tại thành phố Đà Lạt chỉ chiếu phim Việt Nam và tìm phong bì nhiệm vụ tiếp theo tại nơi mà ký hiệu của nó là 20. Này, thấy mấy người kia đi qua đó cha. Thấy mấy người kia đi qua đó đó. À, rạp chiếu phim Việt Nam. Lên trên đó luôn hả? Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chạy qua lấy xe. Lái xe hả? Ừ. Đi, nhanh lên. Dạ. Chắc đội bên kia mày lên đó trước rồi đó cha. Biết đường đi vòng nhưng mà xa quá, sợ thua đội kia. Hai cha con mà phải nhấc xe lên luôn. Gân lên nhưng mà cha gân không, con đâu có gân đâu. Cha gân mệt muốn chết luôn. Nhưng tìm giùm cha.
Mình đã có ảnh rồi nha. Đây là tấm ảnh của rạp chiếu phim thành phố Đà Lạt. Chỉ tiêu chiếu phim Việt Nam thôi à. Đi. Đi trước rồi. Còn thiếu gì á? Tìm phong bì nhiệm vụ tiếp theo tại nơi mà ký hiệu của nó là 20. Hai cha con kia đâu mất rồi. Cha Lâm Hùng và bé Chani ơi, hãy chú ý kỹ ký hiệu của chương trình thêm một chút nữa nha. Ở đây có sự lắt léo nhỏ nhỏ chứ không phải như cha đọc đâu. Rạp chiếu phim đâu? Để cho hỏi người ta cái. À, chú ơi, cho cháu hỏi cái chỗ mà chỉ chiếu phim, cái rạp mà chỉ chiếu phim Việt Nam thôi, ở Đà Lạt mình, ở gần chợ mình nè. Rạp chiếu phim ở đây. Rồi. Mà chỉ chiếu phim Việt Nam thôi đúng không? Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, lẹ lên con. Tới rồi. Đây nè con. Qua đây. Hai cha con mình nè, con quay qua đây. Đầu tiên thì mình lại quay cái bảng hiệu ở ngoài có ký hiệu là ngày 20. Nhưng mà khi mình suy nghĩ lại thì chắc có lẽ khi mà vào rạp chiếu phim thì mình phải vào phòng vé. Nhưng phòng vé cũng chẳng có ký tự đó, chỉ còn lại là số ghế thôi. Cha biết chỗ rồi. Nhanh lên. Trong đây cái này, trong phim. Ồ, đúng rồi, 20 nhiều vậy. Nè, con đi với cha. 20, tìm đi. Ủa, cuối cùng nó ở đâu ba? Nó ở đây thôi. Tìm đi cho đi. Hai gia đình cũng lại quay tìm số 20 nhưng mà đó là cái mẹo của ban tổ chức là lật ngược lại là 02. Cho nên Lâm Hùng đã đến số ghế 02 tìm được hai cái phong bì. Dù suy luận đáp án chưa chính xác là ghế số 2, hàng chữ O như gợi ý mà chương trình đưa ra, nhưng cha Lâm Hùng đã rất tinh mắt khi tìm được phong bì nhiệm vụ cuối cùng một cách nhanh chóng. Xin chúc mừng cha Lâm Hùng và bé Chani. Không ngờ là trong cái rạp nó nhiều cái số ghế 20 quá. Thì cũng hơi bị đuối nhưng mà con thì nhạy bén hơn. Khi thấy đội kia vừa phát hiện được thì con chạy lại. Thì lúc đó cha còn lại hoay bên đây. Ba nói khi mà lấy hai cái mà lấy cái bìa của mình luôn. Rồi xong mi lại trả. Ồ vậy đó hả? Nói chung là đội đó cũng tốt bụng trả là cho con ha. Hãy về đích là nơi cha con hợp sức. Không học nữa ba. Hãy về đích là nơi cố trụ cha con hợp sức. Chưa? Được chưa con? Mẹ chú. Được sắp hoán rồi. Rồi. Sắp hoán rồi. Chú. Hả? Con, lại đây. Leo lên. Tới nơi rồi. Yeah. Khóc giỏi quá. Bên kia kìa ba. Ôi cứ tưởng đích là dưới kia. Mà bên đội bên kia mà đi trước mà cũng vẫn khô á. Tại đậu xe trên kia. Bạn đậu xe hơi xa nhưng mà bạn tìm được cái phong bì trước mình ở trong rạp chiếu phim. Nhưng mà không ngờ là bạn lấy xe trễ hơn mình lấy xe trước mình phải đi trước. Đậu sau. Ok. Cũng vui. Yeah. Theo nhiệm vụ đầu tiên của hành trình, cả cha Lâm Hùng và cha Trương Đan Huy phải dùng xe đạp chở con đi vòng quanh trung tâm thành phố Đà Lạt, ắt hẳn là rất mệt rồi. Nhưng hai cha hãy yên tâm, nhiệm vụ tiếp theo có vẻ rất nhẹ nhàng đấy. Nhiệm vụ bí mật dành cho hai cha. Trong bộ dạng cải trang, cha hãy tiếp cận và dụ con của đội đối phương ăn bánh, kẹo hoặc trái cây. Nếu cha mời được con của đội đối phương ăn thì cha được 1 điểm. Nếu cha không mời được thì không được điểm. Nếu con không ăn món cha của đội đối phương thì con được 1 điểm. Mỗi điểm tương đương với 1 huy hiệu. Giờ 12 sao huyền xì, ai mà thắng sẽ được chọn địa điểm trốn. À dạ. Thôi quy chọn bên đây đi. Cho Lâm Hùng qua bán rau đi. Nhiệm vụ bí mật này chỉ là một phép thử mà chương trình muốn đưa ra dành riêng cho các bé, nhằm để các bé học được cách tự bảo vệ mình khi tiếp xúc với người lạ, nhất là khi bị ai đó dụ dỗ.
Bên cạnh đó, hai con còn phải rèn luyện thêm kỹ năng quan sát và ghi nhớ đặc điểm để nhận diện người thân. Nhiệm vụ dành riêng cho hai con là hai cha đã cải trang thành người bán hàng trong chợ và rất khó để nhận diện. Trong 10 phút, hai con sẽ vào chợ để tìm cha. Nếu con tìm thấy cha và nhận ra cha trước được 2 huy hiệu, nếu thấy cha sau thì được 1 huy hiệu. Đặc biệt là mỗi bé được chương trình cung cấp 20.000 để sử dụng trong quá trình đi tìm cha. Dạ, con sẽ nhờ một người nào đó ở trong mấy cô chú đang quay đi theo con để đi tìm bố. Tớ có kế hoạch này nè, hai bọn mình sẽ đi chung với nhau, nếu tìm cha của ai trước á thì hỏi cha đó, nói là cha ơi, bố của ai đang ở đâu thì cha đó sẽ nói bọn mình sẽ đi tìm. Trong lúc hai con bàn kế hoạch rất chu đáo thì hai cha đã kịp thời gian hóa thân thành những người bán hàng rong trong chợ. Trông có dễ nhận ra đây chính là ca sĩ Lâm Hùng và Trương Đan Huy không nhỉ? Dạ không, nếu mà biến thành một người khác thì phải có phép thuật thì mới biến được. Ba con có râu ở đây mà người phụ nữ nào không có râu ở đây đâu. Với lại chân ba bự vậy, da ba hơi đen đen. Con thấy cái tay ba cũng giống như người đàn ông. Bị phát hiện nhanh. Nhưng mà tụi con phải khóa quan sát kỹ mới tìm thấy cha được. Em ơi, mua đồ rồng đi em. Hai bạn đi tìm đi nhá. Dạ. Nào mà tìm được trước tôi thưởng 2 huy hiệu. Dạ. Mình cần trợ giúp quá đi à. Con đi tìm cha vậy đó. Con thấy con sợ không? Dạ không. Tại sao không sợ? Tại có mấy cô đi theo. Đi cẩn thận. Mỗi người trốn một nơi. Đi nhanh lên. Bắn ngựa. Tôi đi. Mua đồ không? Trời ơi, ông đi quá. Mua đồ vậy? Đói quá. Ước gì có kẹo ăn. Không, bệnh mua cái gì chờ đi. Không đi, đi. Ba con thì mặc đeo đồng hồ trắng xịn. Và hay đeo mắt kiến hay là không á, mà tóc thì lại đẹp. Mặc đồ trắng. Con biết cơ hới cha sao mà nhưng con vẫn những quen mặt của cha con. Ba tôi hơi mập. Ba tôi mà hơi mập. Ba tôi hơi mập nha. À, cái bụng của ba tôi á, bự vậy đó. Đi. Quá đi ông nội. Quá bự luôn. Ông nghĩ sao tôi với ông được một nguy hiểm á? Mua sắm đi. Đừng ra, không ra hỏi chợ nha. Mình cần trợ giúp. Trời, đừng có nói mình đang bị cạnh lưng. Lâu rồi ta. Mình không tìm thấy ba vậy hết. Sao ba đi trốn kỹ dữ vậy? Quan sát cho kỹ nha. Dẹp đi, nhanh đi kìa. Quan sát cho kỹ xong mới đi. Hổng quan sát cho kỹ. Kìa đôi. À, không bánh đi hết luôn kìa. Thấy ba chưa? Thấy chưa? À, bánh ngon quá. Anh mua này đi. Khoan thở sao mình mua cái gì ra luôn rồi. Yeah, mua. Ông đi vô mình đi nha. Tôi đứng đây tôi chờ. Mình cũng thèm bánh mà. Nhiệm vụ tìm ba quan trọng hơn. Nhưng mà cô vẫn thường xuyên đi mua đồ ăn mà. Nhưng mà con lúc đó con hơi đói bụng. Dạ, mình mua bánh để ăn rồi có sức để đi tìm ba. Cô bé chân bịch bánh. Chị Văn Văn Cầu. Chị Văn Văn Cầu hả? Mua đồ rồng đi. Mua ủng hộ em đi. Ba cái khăn 100, ba cái khăn 100 đi chú ơi. Cái này là nhiệm vụ quan trọng nhất. Biết ngay. Rồi. Dạ, cùng đấy. Con. Chú có kẹo nè, con có ăn không? Con không ăn hả? Con ăn kẹo không? Không ăn luôn hả? Tao không ăn. Thôi con sợ quá, đi ra chỗ khác nha. Sao con sợ chú? Đi, dạ đi qua đây đi. Nha. Yeah. Thôi kệ, ăn bịch kẹo cho chú cho vui nha. Sao? Không chịu hả? Dạ không. Dạ không, con rất bịch. Sao con không dám ăn? Tôi ăn sô-cô-la bị sâu răng. Biết ngay là cha à. Phát hiện ra cha nha cha. Có phải đây là bố của chồng?
phát hiện ra cha rồi. Rồi sao? Cha cười lên bạn nghĩ cháu chắc cha chắc cháu cũng thường hay cười ra giọng đó. Đôi mắt nhìn thấy quen quen nè. Cái tóc là rồi. Con tìm thấy cha rồi. Con không thấy cha đâu, con chỉ đứng ngang con cũng đâu thấy đâu. Cái lúc mà cha nói chuyện lên con mới thấy đúng không? Cái nhìn bạn thấy ngay mà bạn thấy mắt kiến giống cha. Cái trang bị hố mấy mắt kiến là giống cha. Cha con hỏi bố Hùng đang ở đâu vậy? À, bố Hùng con hả? Giờ chú không biết bố Hùng đang ở đâu, nhưng mà con đi vòng đây đi. Con đi giờ chút con gặp ha. Bố đâu đồng đi vậy? Dạ không phải ở ngoài đây rồi, đi ra đây đi vòng quá hả? Đâu người ta trốn thì trốn cự dữ dọ. Ui giời, chắc con phải được một cái thôi à. Chắc con phải hỏi rồi. Đâu người ta? Chắc là ba Hùng đang ở đây. Dạ con chịu thua. Bạn con đi tìm chưa gặp cha luôn rồi, thấy không? Mà con là đi tìm giỏi nhất. À, con giỏi hơn bạn rồi. Thấy không? Bạn con chưa tìm được cha Hùng luôn rồi. Nè. Hả? Quan sát kỹ Hùng nghe giọng nói giống cha mình nó rồi cùng nói. Rồi. Trời. nhiều chuyện. Trời ơi, bạn không biết rồi, tự nhiên chỉ bạn luôn rồi. Sao con không để cho bạn tự đi tìm đi, con chỉ làm chi vậy? Dạ nếu là bạn bè phải giúp đỡ cho nhau. Đúng rồi đó, bạn bè phải giúp đỡ cho nhau. Giúp là lỡ bạn thắng con sao? Không có, khi tìm được cha rồi còn thấy cha của bạn xong con mới nói. Chứ còn lúc chưa tìm được là không thèm nói luôn phải không? Tại ngay lúc đó con chưa thấy. Tại thấy cho mình á, coi có cái áo trắng á, mà thấy giống tóc giả đó. Nào, hay ha. Có phải đây không ta? Ba đi rồi, con tìm được ba rồi nha. Con thấy ba đeo găng tay bự thì con mới nhận ra được. Ở đây con thấy cái râu của ba với lại đôi chân của ba. Dạ mà bán râu chứ trời. Bây giờ con nhìn cho con kia đi đâu không vậy? Dạ con đi ra. Chúc mừng hai bạn đã tìm được cha của mình nhá. Và chúc mừng bạn Công. Bạn Công thể hiện tinh ý hơn một xíu cho là bạn Công đã để ý thấy dáng dấp của ba liền. Cũng tìm được ba nhưng mà tìm sau thì đi được một thi học sinh cấp một lên này. Chúc mừng Cóc và Chani đã vượt qua nhiệm vụ một cách xuất sắc. Dù còn ham chơi và mải mê ăn bánh một chút, nhưng bé Chani và Cóc không ai để người lạ dụ mình ăn bánh cả. Chẳng những thế, hai bạn còn tìm được cha trong thời gian quy định nữa. Ngoài việc cải trang thành người khác, thì phần quan trọng trong nhiệm vụ bí mật của hai cha là dụ con của đội đối phương ăn bánh, nhưng không cha nào hoàn thành nhiệm vụ cả, không được điểm rồi. Dạ, em thấy bạn Cóc rất là thông minh, rồi mắt tinh nữa, rồi bạn đã biết giúp đỡ người khác. Quá trời đeo luôn rồi nè, bây giờ đeo một chút là một chùm luôn á. Đó, thêm một cái nữa nè. Lý do tại anh giỏi chứ. Lý do tại con giỏi hả? Đúng rồi, lý do chính đáng. Đây là một chương trình mà kỷ niệm hai cha con mình á, những 10 năm, 20 năm sau. Nhìn vô để nhớ nha.